câu chuyện trên được chính nam lái xe Hoàng Việt Cường 1989 Thanh Hóa chia sẻ lên các diễn đàn như cách để lan tỏa tấm lòng tương thân, tương ái đến mọi người. Theo lời nam lái xe, 3 giờ sáng sủa ngày 21 tháng 10, anh đổ xe ngay té tư bút sơn Hô Hóa, Thanh Hóa, thì được người nam nhi chạy ra dãy xe, thôi đưa phi tần chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Quãng đường di chuyển giữa hai bệnh viện khoảng 10 km. Người phi tần đang mang bầu khoảng 7 tháng, có hiện tượng sinh non. Cách bệnh viện khoảng 3 km, người chồng kêu thất thanh vì phi tần bị dở ối. Xe di chuyển thêm 1 km nữa, sản phụ mở màn chuyển dạ và sinh con ngay trên xe. Chiếc xe nơi anh Cường đỡ đẻ cho sản phụ. Do sinh sớm so với dự kiến nên gia đình hai phi tần chồng đi người không đến bệnh viện, không mang vật dụng sơ sinh, anh Cường đã nhanh trí cởi áo của mình để quấn cho em nhỏ bé sơ sinh. Sau đó nối tiếp lái xe chở sản phụ và em nhỏ bé đến bệnh viện. Anh Cường cho biết, mọi ngày tôi chỉ làm đến 2 giờ sáng sủa là về nghỉ nhưng hôm đó không hiểu sao lại cố nằm đến gần 3 giờ vẫn chưa về. Khi tôi tấn công xe vào đến sảnh khoa sản thì thấy anh chồng chạy vào bế phi tần ra. Chị đã có hiện tượng sắp sinh rồi, kêu la tàn ác dội. Thấy chị phi tần đau đớn, kêu la tôi cũng sợ, nỗ lực đi nhanh ở mức độ bình an nhất có thể để đến bệnh viện. Khi nghe anh chồng kêu cháu nhỏ bé sắp ra, tôi cởi áo đưa bố cháu quấn cho con. Nam lái xe Hoàng Việt Cường. Anh Cường chia sẻ thêm, gần 5 năm chạy xe taxi, anh từng chở rất nhiều sản phụ đi đẻ, nhưng đây là lần trước tiên anh làm bà đỡ ngay trên xe ô tô. Liên hệ với người chồng trong câu chuyện trên, anh cho hay, hiện sức khỏe của phi tần anh đã ổn định nhưng em nhỏ bé đang được nằm lòng kính, thở máy và chú tâm khác biệt ở khoa sơ sinh. Cân nặng nề của em nhỏ bé là 1,9 kg. Anh cũng bày tỏ sự cảm kích đối với nam lái xe đã hỗ trợ phi tần mình vượt cạn. Ngay sau đêm 21 tháng 10, anh đã gọi lại cho lái xe Cường cảm ơn. Anh Cường dọn dẹp xe sau ca đỡ đẻ.